Tuy mới vào mùa mưa bão nhưng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều trận mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng. Một phần nguyên nhân là do địa hình nhiều đồi núi cao, độ dốc lớn và nhiều sông suối chia cắt. Vào mùa mưa lũ thì hàng nghìn hộ dân sống ven khu vực đồi núi, sông suối ở các huyện vùng núi luôn sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Hơn 30 năm sinh sống cạnh khu vực suối Thần ở xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Nhưng chưa khi nào gia đình ông Nguyễn Bá Phương cùng hàng chục hộ dân nơi đây lại lo lắng và bất an như hiện nay. Nhiều diện tích đất, cây cối đã bị nước cuốn trôi, hiện nhà chỉ cách bờ suối khoảng chừng 1 mét. Sạt lở nó trôi hết rồi. Còn phía trên nó còn có 2-3 bụi rồi, chấn nó lồng rồi, sắp thừa nó lụt lụt, đợt này mà mưa mà to nó cũng chắc là cũng sạt lở xuống rồi. Do đặc thù về địa hình và đặc tính sống ven khe suối, trên đồi của người dân vùng núi, nên nguy cơ bị lũ ống, lũ quét là rất cao. Cùng với đó là tình trạng sạt lở đất xảy ra phổ biến nhiều nơi, với hơn 300 điểm sạt lở đất. Nhiều người dân phải sơ tán và di dời nhà cửa, tài sản. Năm nay là nặng nhất, đến 3-4 giờ sáng là chạy hết cả nhà luôn mà. Thế cả nhà phải chạy ra đường hết. Khó khăn của xử lý cả cái điểm phòng chống này, cái thứ nhất là cái điểm sạt lở tương đối nằm dọc cái quốc lộ 48 và với một cái địa hình rất là cao. Đồi núi là cái độ dốc lớn, cho nên là về giải pháp kỹ thuật thì rất là khó để có một cái giải pháp triệt để. Lũ quét sạt lở đất hầu như năm nào cũng xảy ra, để lại nhiều hậu quả mất mát cho người dân. Hiện đang vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa lũ, ngoài các biện pháp phòng chống của chính quyền và lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, ứng phó với thiên tai, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.